rồi làm như tiết canh. Thế chúng nó bảo là chúng nó bảo là thích ăn gì ăn cả xoong tiết canh. Một ít vào đây, Như cái gì? ít nước máu ấy, ít thôi, nhiều thế thôi. Chào các bạn, hôm nay nhà mình làm lòng dồi là món khoái khẩu của mình. Thế thì làm lòng dồi mình lại nghĩ đến món tiết canh, và mình cũng xin mẹ mình một chút tiết là lợn lên trên này để xem ở trong này có cái gì. Các bạn hãy cùng xem với mình nhé. Đây là tiết lợn mà khi chúng ta chiếu lên trên cái kính hiển vi đấy. Trong trường hợp này mình chiếu khoảng 100x. Thế thì các bạn có thể thấy là trên hình đây là hồng cầu đấy ạ. Hồng cầu của tiết lợn trông nó cũng không khác gì so với hồng cầu người. Đây là hồng cầu và những cái viên mà nhọn thế kia, nó là bạch cầu. Và bạch cầu có nhiệm vụ là để làm gì? Bạch cầu có nhiệm vụ là để diệt các vi trùng vi khuẩn trong máu, đúng không ạ? Những cái sinh vật ngoại lai trong máu thì sẽ được cầu bắt vào để có thể là tiêu diệt, chúng loại bỏ cái nguồn bệnh ra khỏi cơ thể. Nhìn như thế này thì trông rất yên bình. Tuy nhiên các bạn có thể thấy khi mình chiếu với một góc độ khác thì các cái loài vi khuẩn tồn tại trong máu lợn nó bắt đầu hiện diện, đúng không ạ? Trông thật là kinh ấy. Và dường như là cái đám bạch cầu đấy không đủ và để tiêu diệt hết các cái vi khuẩn trong máu lợn. Các bạn có thể thấy khi mà chúng ta ăn những cái tiết lợn, tiết canh sống đấy, thì chúng ta đồng thời cũng ăn những cái con vi khuẩn này vào người. Và cũng không thể biết được là những cái con này nó sẽ có cái tác động đến thế nào với cơ thể người, đúng không ạ? Theo mình thì những con vi khuẩn này chỉ có thể chết khi mà trong cái quá trình mình luộc những cái tiết đấy lên thì nó mới có thể chết được. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta ăn tiết canh sống thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng phải chấp nhận việc là mang một cái lượng vi khuẩn rất là lớn trong cái máu lợn và vào trong cơ thể mình. Đấy là về vi khuẩn thôi. Còn ngoài ra trong cái tiết canh nói chung còn có nhiều thứ khác nữa mà các bạn có thể nhìn trên hình đây. Cái vòng tròn mà còn nó có nhiều màu và to hơn hẳn đấy, hồng cầu, bạch cầu đấy, nó chính là cái ấu trùng sán lợn. Đây là cái ấu trùng mà nó có khả năng gây bệnh người gạo, đúng không ạ? Bệnh lợn gạo, bệnh người gạo. Nếu như mà con lợn nó mà ăn phải cái ấu trùng này vào trong cơ thể nó theo cái đường ăn uống thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là lợn gạo. Còn nếu như con người mình vô tình ăn cái ấu trùng này vào cơ thể qua cái đường ăn uống thì trong cái thớ thịt của mình cũng sẽ có những cái con ấu trùng sán, nó tương tự như ấu trùng sán mà giữa các cái thớ cơ của thịt lợn đấy, nó cũng gây ra cái bệnh người gạo. Và khi đó thì cái việc tiêu diệt cái những cái con sán này nó rất là khó khăn. Nó còn khó hơn rất là nhiều so với cái việc là trong ruột của bạn có những cái con sán lợn trong ruột của mình. Khi mà mình quay cái đoạn video này thì mình cũng thấy rất là ghê, bởi vì là các bạn có thể thấy là nếu như bình thường mình uống một chai nước ngọt hoặc là ăn một cái miếng thạch chẳng hạn thì có thể là không có những cái con này, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình ăn một bát tiết canh mà mình nhìn thấy cái này thì đúng là chắc không dám ăn nữa. Đây mới chỉ là về phần sán lợn. Bên cạnh đó thì các bạn thấy cái đường dài dài đen đen đấy, có nhiều chấm chấm ở kia kìa. Đấy, nó kết thành một dải. Đấy chính là cái con vi trùng hay vi khuẩn đấy, liên cầu khuẩn lợn. Thì chính cái con liên cầu khuẩn lợn này nó cũng gây bệnh cho người. Nếu nhẹ thì chúng ta có thể bị sốt, còn đâu nếu trong trường hợp là nguy cấp, trường hợp nặng thì chúng ta có thể là bị tử vong bởi cái con vi khuẩn liên cầu khuẩn lợn này. Tất nhiên là nó còn phụ thuộc vào hệ miễn dịch của các bạn. Tuy nhiên thì đối với số lượng liên cầu khuẩn càng lớn thì sẽ làm cho cái hệ miễn dịch của chúng ta càng vất vả, đúng không ạ? Còn nếu như trong trường hợp là cơ thể bạn đang bị suy giảm miễn dịch bởi các tác nhân như những bệnh tật khác thì chẳng hạn, thì nó sẽ gây cho các bạn những cái thiệt hại về sức khỏe rất là lớn. Do đó nên theo mình thì chúng ta đã trực tiếp là nhìn thấy ở trong này có những con gì, có những loại gì ở trong này, dẫn đến là theo mình thì cái việc ăn tiết canh đấy cần phải bị loại bỏ đi. Hoặc nếu như trong trường hợp là nếu như các bạn có thích tiết canh quá
mà không ăn không được hoặc là rất là nhớ thì chúng ta hãy luộc tiết canh lên để mà ăn, chứ đừng có ăn sống nhé. Hãy cố gắng là tối đa ăn chín uống sôi để đảm bảo sức khỏe. Chúc anh em ăn uống lành mạnh và có một cái sức khỏe tốt. Và nếu như các bạn có chia sẻ gì thì hãy bình luận cho mình ở phần comment. Và đừng quên like, share kênh mình để tạo động lực cho mình phát triển kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.